ocean blue Jordan. Marvin with the Marvin lane, những thứ anh em không cần. Marvin with the ocean, chắc nó sẽ lên cao dần. Ở động đất à, không phải, đây là bọn anh đã đi lên. Ở động đất à, không phải, đây là bọn anh đã đi lên. Vừa có một cơn địa chấn đi qua, nhưng không phải động đất đâu, mà đó là các bạn sinh viên trường mình đang tập văn nghệ hưởng ứng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đấy các bạn ạ. Còn giờ mời các bạn theo chân mình khám phá xem trường mình giáp ngày 20 tháng 11 có gì nha. Thầy cô, hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên từ trong sâu thẳm tâm hồn ta một cách tha thiết khôn nguôi. Xin kính dâng lên thầy cô ngàn lời kính yêu nhất, thể hiện qua từng lời ca, tiếng hát của chúng em. Quanh sân trường, đâu đâu cũng là những lời ca, tiếng hát, những điệu nhảy của các bạn sinh viên. Và được hòa mình trong không khí ấy, mình cảm thấy thật là buồn hồi, sao sướng. Nhân ngày 20 tháng 11, chúc các thầy cô sẽ mãi là những ngọn hải đăng chỉ đường, dẫn lối, soi sáng con đường của chúng em. Mãi là những người lái đò đưa chúng em đến với bến bờ của tri thức.